lui khỏi Trung Quốc, xây nhà máy tại Việt Nam. Nếu cuộc chiến thương mại Mỹ Trung vượt quá khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến sự trả đũa của chính quyền Trung Quốc đối với ngành sản xuất công nghệ Mỹ, mà trong đó Apple có liên quan tới rất nhiều chuỗi cung ứng tại đây, thì liệu nhà sản xuất iPhone có gặp khó như tình trạng của Huawei hiện tại? Câu trả lời là không. Mới đây, ông Yang Liu, giám đốc điều hành cấp cao của Foxconn đã phản hồi với các nhà đầu tư rằng chuỗi nhà máy này hoàn toàn có đủ năng lực để sản xuất iPhone theo chuẩn Mỹ tại bên ngoài Trung Quốc nếu cần thiết. Trong đó, hệ thống nhà máy của Foxconn có khoảng 1 trên 4 năng suất ở các khu vực khác, bao gồm cả trong các thị trường đang phát triển như Ấn Độ. Mặc dù Apple chưa đưa ra bất kỳ động thái nào liên quan tới vấn đề này, song Foxconn dường như rất sốt sáng để giữ lấy đối tác quan trọng bậc nhất của mình nếu mọi thứ đi theo những diễn biến xấu. Foxconn có thể đang cân nhắc đầu tư nhà máy lắp ráp iPhone tại Việt Nam trong bối cảnh giải đất hình chữ S đang dần trở thành một trong những khu vực hàng đầu về sản xuất điện thoại thông minh trên thế giới đầu năm nay cả hai thương hiệu Hàn Quốc là Samsung Electronics và LG Electronics đều đang ngừng hoạt động dây chuyền sản xuất của họ tại thị trường trong nước và đích đến của họ không đâu khác chính là Việt Nam do giá nhân công thấp và không vướng phải nhiều quy định từ chính phủ Samsung hiện đang sản xuất lắp ráp gần một nửa thiết bị smartphone của mình tại Việt Nam với hai nhà máy Đạt doanh thu 496 tỷ USD trong quý 30 năm 2018, tương đương 31,4% GDP đối với LG, hãng cũng chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất về nhà máy được đặt tại thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, để xây dựng các nhà máy và dây chuyền sản xuất từ con số không là một điều không hề dễ dàng. Các hãng như Samsung, LG đã mất rất nhiều năm để ổn định hệ thống, dây chuyền, mạng lưới cung ứng. Việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi có thể khiến Apple gặp rắc rối với các bên đối tác, làm nghẽn dây chuyền sản xuất đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng như trước khi ra mắt dòng iphone mới nguyễn nguyễn